Câu chuyện Thánh Gióng vào đời vua Hùng thứ sáu, đất nước Việt Nam đã trải dài rộng suốt hai bờ sông Cái, xa xa núi Tản Viên xanh biếc nguy nga sừng sững ngang trời. Ở các thung lũng quanh núi, làng xóm đông đúc san sát chen nhau, đâu đâu cũng tiếng nghe hát kéo von. Pi ơi nhớ đóng cửa vào nhá, đóng cửa vào đi. Giọng bước ra sân, hai tay uốn thử chiếc cậy sắt gỡ. Gióng vỗ lưng ngựa đún mình nhảy lên, nhưng gióng chỉ mới vỗ một tay, con ngựa sắt đã quay quy bốn đầu ngã vùi xuống. Gióng lại quay lại chưa kịp bảo sứ giả ra sao, ông đã lật người đứng lại phóng về Phong Châu. Vua Hùng lại cho chuyển hàng trăm thợ lèn và lệnh đem tất cả các lò lèn về đúc lại ngựa sắt và đánh cậy sắt nón sắt. Hàng tháng trời công việc ròng rã. Một ngày kia ở làng Phủ Đồng có một đám nước Ninh Đình từ kinh đô về phía quân quân mấy trăm người. Câu chuyện trầu cau con tránh ra đi cho bố đọc đang quay video này. Ngày xưa vào đời Hồng Vương có gia đình họ Cao, hai người con trai sống nhau như đúc, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh ai là em. Người anh tên là Tân, người em tên là Lang, người ta gọi là Tân Lang. Hai cha mẹ Lang mất sớm hai anh em. Bế em ra đây đi, nhanh lên bế em lên cho bố đi, rồi bố đọc chuyện nữa cho nó mình được cơm này này. Cha mẹ Tân và Lang mất sớm, hai anh em vốn đã rất thương yêu nhau, nay gặp cảnh hiu quạnh lại càng thương nhau hơn trước. Không còn được cha mẹ dạy dỗ cho nữa, Tân và Lang đến xin học ông đạo sĩ Lưu. Hai anh em học hành chăm chỉ lại được người đàng hoàng đứng đắn nên được thầy thương yêu như con. Thầy Lưu có một cô con gái tuổi chừng 16, 17, nhan sắc tươi tắn, tính nết hiền dịu. Thấy hai anh em Tân và Lang chăm chỉ chịu khó học lại học giỏi nên đem lòng yêu mến và muốn lấy người anh làm chồng. Thầy Lưu đồng ý gả con gái cho Tân. Từ ngày có vợ thì tình cảm vợ Tân với Lang có phần sao nhãng, không còn được thắm thiết như trước nữa. Tân Lang rất buồn nhưng Tân vô tình không để ý đến. Một hôm Tân và Lang đi làm nương gần tối mới về, Lang vào nhà trước, chị dâu trong buồng chạy la là làm chàng là chồng, vội ôm chầm lấy. Lang liền kêu lên, cả hai cùng xấu hổ. Giữa lúc ấy Tân cũng bước vào nhà. Từ hôm ấy Tân nghi ngờ Lang có tình ý với mị vợ mình. Tình cảm giữa hai anh em ngày càng lên lạnh nhạt. Một buổi chiều hai anh chị đi vắng, vừa buồn vừa tủi và cô quạnh, Lang bỏ nhà đi và chàng theo con đường mòn đi mãi vào khu rừng trước mặt. Trời bắt đầu tối, trăng đã lên mà Lang vẫn cứ đi, đi mãi đến một con suối rộng sâu và nước xanh biếc. Chàng không lội qua được đành ngồi nghỉ bên bờ, buồn quá chàng khóc thổn thức tiếng suối. Leo và cứ leo át cả tiếng khóc của chàng. Đêm mỗi lúc một khuya, sương xuống mỗi lúc một nhiều, sương lạnh thấm dần vào da thịt chàng chết mà vẫn ngồi chơ chơ biến thành một tảng đá. Tân cùng vợ về nhà không thấy Lang đâu, Tân lẳng lặng đi tìm không nói cho ai biết. Đi ơi, đi ra ngoài cho em ra đi thôi. Chàng cũng theo con đường mòn.